Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý bà chị em, quý con cái Chúa. Chúng ta đã trở lại với chương trình học lời của Chúa ở tại Hội Thánh Ngũ Tuần Rema Lộc Hưng của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời và chúng ta có Đức Thánh Linh đang sống ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhờ có Ngài mà chúng ta biết rằng mình thuộc về phe thắng hơn. Chúng ta thuộc về một vương quốc sáng láng hơn, một vương quốc quyền năng hơn. Mà lời của Chúa đã nói thế này ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 4 rằng: Hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì lớn ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Cảm ơn Chúa, sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình, thì mỗi người chúng ta có Chúa Jesus Christ là đấng lớn hơn hết ở trong linh hồn của chúng ta. Và Kinh Thánh nói với chúng ta ở trong mạch văn này về ma quỷ là những kẻ ở trong thế gian này. Chúa Giêsu là đấng lớn hơn tất cả những quyền lực của ma quỷ và Ngài đang sống ở trong mỗi người chúng ta. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta không bao giờ sợ hãi trước những thế lực gian ác của ma quỷ, những bùa ngải, bùa chú là những cái vũ khí thuộc linh mà ma quỷ nó chế ra ở trong thuộc linh để mà nó tấn công những người không tin Chúa lẫn cả người tin Chúa. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ học về một chủ đề, đó là phá hủy quyền lực tà thuật và bùa chú. Ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu số 18 cho đến câu 19, lời của Chúa chép như thế này: Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Lời của Chúa nói rõ với chúng ta rằng là chúng ta là người đã được tái sanh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta có thể tự giữ được lấy mình. Tức là chúng ta có khả năng để chúng ta phòng vệ trước những sự tấn công áp bức của ma quỷ. Và ma quỷ chẳng thể nào làm hại chúng ta được, quý bà chị em. Trước khi có Chúa ở trong đời sống của chúng ta rất là sợ hãi, chúng ta rất là hoang mang trước những cái thế lực gian ác của ma quỷ, là những cái thế lực siêu nhiên. Chúng ta khi mà nhắc đến ma quỷ thì chúng ta đều sợ hãi cả, đúng không quý bà chị em? Có người sợ đến mức là phải lập bàn thờ hoặc là lập miếu. Ở tại những cái khúc cua thường xảy ra tai nạn thì người ta thường hay lập những cái miếu, tại vì người ta cho rằng ở đó có những cô hồn cách đảng, ở đó có những cái tà linh ma quỷ mà nó giết người ta. Cho nên khi mà người ta nhận biết rằng khu vực đó có ma quỷ thì người ta sẽ lập miếu, lập đền thờ để mà thờ cái tà linh ma quỷ đó, để nó không phá người ta nữa. Và đó là cái điều xuất phát từ trong cái nỗi sợ hãi của con người chúng ta khi không có Đức Chúa Trời ở bên trong tâm linh của mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, từ khi chúng ta có Đức Chúa Trời bên trong chúng ta đó, qua việc tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình, thì chúng ta biết rằng là mình thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta thuộc về một vương quốc quyền năng hơn. Và trong vương quốc đó chúng ta có được sự bảo vệ của Chúa. Chúng ta được bao phủ, được bảo vệ trong ơn lành của Ngài. Và ma quỷ chẳng thể nào làm hại chúng ta được. Nhưng mà nói như vậy thì có phải rằng là ma quỷ không thể nào tấn công con cái Chúa khi họ rời xa khỏi Đức Chúa Trời, khi họ phạm tội, hoặc là khi mà họ bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời hay không? Và buổi chiều nay chúng ta sẽ xem xét ở trong lời của Chúa về cái điều này. Nó rất là thú vị và cũng rất là thực tế. Bởi vì nếu chúng ta không mổ xẻ thì chúng ta sẽ thấy rằng là có nhiều con cái Chúa họ cũng mơ hồ về cái việc làm thế nào để chính mình được tự vệ trước những cái quyền lực của bùa chú. Và làm thế nào để tôi có thể đủ quỷ tự giải cứu cho bản thân mình, hoặc là giải cứu cho người thân ở trong gia đình của mình khi mà ma quỷ tấn công bằng những cái thế lực bùa chú, bùa ngải. Ở trong Galati đoạn 3 câu 1 và câu 2, sứ đồ Phaolô đã nói thế này đối với người Galati là người đã tin Chúa: Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Ở đây sứ đồ Phaolô ông đã dùng từ rất là nặng, đó là hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em. Quý vị thấy một sứ đồ có cái uy quyền thuộc linh rất là lớn, có thể khiển trách, có thể bẻ trách những người tín đồ ở dưới cái uy quyền thuộc linh của mình. Nếu giả sử một mục sư nào đó bây giờ mà nói rằng là hỡi anh chị em ở Lộc Hưng ngu muội kia,
ai bùa ế mà anh chị em, quý vị có thể sẽ rất là tức giận đúng không? Ngay cả tôi cũng vậy nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được cái uy quyền trong thuộc linh mà sứ đồ Phaolô đã có rất là lớn. Và ông nói rằng là ai đã bùa ế mà anh chị em, mà anh chị em không thấy được cái lẽ thật của Chúa. Vậy thì mình thấy rằng là sứ đồ Phaolô có nói về cái việc đó là những người thuộc về ma quỷ có thể dùng bùa ếm để mà ảnh hưởng trên tâm trí của những người đã tin Chúa. Vậy thì có trường hợp đó quý mài chị em, và chiều nay chúng ta sẽ xem xét về những trường hợp nào mà ma quỷ có thể tấn công vào trong một người con cái Chúa, là người đã tin Chúa và có Chúa trong đời sống của mình. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ nói về những nguồn gốc của tà thuật. Trong đó thì có tứ đại tà thuật. Xưa nay thì đối với các vua quan và các nhà lãnh đạo chính quyền, bùa chú là một thứ mê tín và được dùng để mê hoặc lòng dân. Do đó chính quyền rất dè dặt và có các chế tài trừng phạt đối với là những thầy pháp hoặc là phù thủy, dù đôi khi họ rất được trọng dụng và vai trò tín ngưỡng của những thầy pháp đó khá là quan trọng trong não trạng dân chúng từ cổ chí kim. Theo phân loại cơ bản thì bùa chú được chia ra làm 4 loại chính dựa trên công năng và cách sử dụng lần lượt, đó là bùa, ngải, thư, ếm. Trước hết thì chúng ta sẽ nói về bùa. Bùa là gì? Bùa thường được hiểu là một đồ vật như tờ giấy có vẽ chữ, có thể gọi là chữ phù ở trong đó. Hình nộm, tranh ảnh, tượng, vòng tay, móng vuốt, răng nanh được làm phép và được sử dụng với nhiều ý nghĩa như là bảo vệ bản thân, trừ tà ma, đem lại may mắn, cầu duyên, tăng sức mạnh, thăng quan tiến chức, đổ đạt, nguyền rủa, giết người, làm hại người khác, hoặc là khiến cho người ta bị tán gia bại sản. Có một số loại bùa có thể kể đến khá nổi tiếng ở trong dân gian, đó là bùa lỗ ban, bùa năm ông, hay còn gọi được gọi là bùa năm vị lục tổ, bùa ngũ hổ, bùa quan thánh đế quân, bùa yêu, cu man thon. Đây là cái loại mà búp bê mà người ta nuôi nó như là một cái nhân vật rất là quan trọng, rồi khi mà đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ là một cái hình nộm thôi, nhưng mà khi mà nó lớn lên thì nó sẽ cho phép người ta nhìn thấy nó như là một đứa trẻ thật sự, dù rằng nó chỉ là một búp bê được yểm bùa mà thôi. Rồi mèo may mắn, con mèo may mắn tức là cái con mèo mà người ta thường hay dùng để mà nó vẫy tay như thế này ở trong những cái shop hoặc là trong những cái cửa tiệm buôn bán kinh doanh, đó cũng là một dạng mà đem đến sự may mắn cho cái người chủ. Phù chú, nanh cọp, bùa hộ mệnh, Oma Moni, Oma Mori, hay là Rim Catcher, tức là tức là tấn công ở trong chim bao đó. Và thì chúng ta thấy rằng là có những cái loại bùa khác nhau ở trong dân gian, và đa phần những loại bùa này thì nó đem lại hai cái công dụng. Thứ nhất gọi là công dụng tốt cho ai đó, hoặc là để giải phóng quỷ quái mà tự nhiên ma quỷ tấn công người khác và người khác phải đến ông thầy đó để được giải ra khỏi những cái yêu nghiệt đó. Thì người ta gọi đó là tà thuật trắng, tức là nó sạch, nó ít lợi. Nhưng mà tà thuật đen thì chúng ta hiểu rõ, nó là một dạng mà tấn công người khác hoặc là đem đến cái sự u mê, khờ dại, ngu muội, để từ đó cái người mà sử dụng bùa đó có thể sai khiến cái người bị yểm bùa, hoặc là làm cho cái người bị yểm bùa trở nên điên điên khùng khùng, mất trí, hoặc là tệ hơn nữa đó là bị tán gia bại sản và bị bệnh tật, ung thư, hoặc là chết bởi vì tai nạn. Chúng ta thấy rằng là những cái loại bùa chú này nó là có thật quý mài chen, nó không phải là hoang đường. Dẫu rằng là bây giờ thì những cái tà thuật này nó dường như là được giảm bớt bởi vì cái độ phổ biến của nó ở trên internet đó, nó không còn như ngày xưa nữa. Và nhiều người ta mất cái lòng tin nơi bùa chú bởi vì có những cái bùa chú giả chứ không phải là bùa chú thật. Nhưng mà dù là người ta làm giả cái bùa đó chăng nữa thì chúng ta biết rằng là trong thế giới tà linh, những loại bùa này là có thật, và ma quỷ nó có thể sử dụng những cái loại bùa này để tấn công và giết hại con người. Dù là ở dạng tà thuật trắng, tức là tốt, ích lợi cho người khác, hay là tà thuật đen, tức là những dạng mà tà thuật nó đem lại cái sự trói buộc và giết chóc cho con người, thì những dạng tà thuật đó đều đến từ ma quỷ và không đến từ Đức Chúa Trời.
Rồi, đó là bùa. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ngải. Ngải là gì? Ngải thường được nhận biết như là một loại thực vật mọc ở trong nơi rừng sâu, được các thầy pháp đem về nuôi và cho ăn bằng máu. Tức là có cái cây ngải ở trong nhà hoặc là đằng sau nhà của ông thầy pháp đó, và ông thầy pháp đó sẽ nuôi cái cây ngải đó bằng máu của con sinh vật. Có người ở gần nhà tôi trước đây đó, thì họ nuôi ngải bằng cách đó là họ quăng cái con gà vào trong cái bụi ngải đó, và khi mà quăng cái con gà cho cái cây ngải đó nó ăn đó, thì người ta chỉ còn thấy lông của con gà thôi, chứ không còn thấy thịt hoặc là xương hay là máu gì của con gà hết, tại vì cái cây ngải đó có thể ăn được. Thì chúng ta hiểu được ở trong thuộc linh đó là ma quỷ nó rất là cần có máu của động vật. Máu con người thì chúng ta thấy rằng là nó hiếm rồi, đúng không ạ? Nhưng mà con người có thể tế máu cho ma quỷ bằng cách đó là dâng những cái con sinh, giống như cách mà thời của ước Đức Chúa Trời Ngài cũng đòi hỏi nơi dân Israel của Chúa, mỗi khi họ phạm tội thì họ phải đem cái con sinh tế như là con chiên hoặc con bò hoặc là con bồ câu đến để mà giết lấy máu rảy lên bàn thờ của Đức Chúa Trời để mà được tha tội. Thì ma quỷ nó cũng bắt chước theo cách của Chúa trong sự thờ phượng, và nó cũng cần có cái sự dân sinh tế để nó tiếp thêm năng lượng cho nó, và nó có thể phù hộ cho cái người mà thờ phượng đó. Sau khi nuôi một thời gian thì ngải nó sẽ có linh hồn và trở nên trợ thủ đắc lực cho thầy pháp. Ngải trưởng thành có quyền năng khá lớn để có thể bảo vệ và dùng để hại người. Ngoài ra còn có một loài ngải luyện bằng sọ người tên là thiên linh cái. Thiên linh cái thì người ta sẽ dùng cái đầu của cái trinh nữ còn nguy còn trinh đó quý mài cho em, thì cái người làm tà thuật đó, họ sẽ đào cái mộ lên và cắt cái đầu của cái cô gái đó để mà luyện thành cái lạc dạng tà thuật, và người ta gọi là thiên linh cái. Tức là trong thuộc linh thì người ta sẽ nhìn thấy được có một cái cô gái trinh nữ tóc trắng gì đó, thì đó là trong cái giới tà linh người ta sẽ nhìn thấy một cái dạng linh như vậy, và cái cô gái đó có quyền để mà làm hại người khác khi mà được cái ông thầy pháp đó sai khiến. Đó là cái dạng thiên linh cái để chúng ta hiểu được. Người bị ngải hại thường mất trí và bệnh tật liên miên, đồng thời hay bị xui xẻo. Đề phòng ngải có thể dùng tỏi, phân ngỗng là những thứ mà dân gian người ta nói rằng là trong đó nó có cực âm. Tức là trong tỏi đó nó nóng thì ma quỷ nó sợ. Ma quỷ nó ở trong chỗ lạnh đó cho nên là nó sợ nóng. Rồi phân ngỗng nó cũng vậy, phân ngỗng nó có cái tính âm ở trong đó cho nên là ma quỷ nó sợ. Nhưng mà điều này thì chúng ta thấy rằng là ma quỷ thì nó chẳng sợ mấy cái thứ đó, đúng không quý bà chị em? Ma quỷ nó dưới hồ lửa nó nóng khủng khiếp ở dưới đó luôn á, mà nó đâu có sợ lửa đâu. Nó sợ danh Chúa thôi, nó sợ lời của Chúa và huyết của Chúa Giêsu Christ. Cho nên là đối với dân gian họ không có Chúa thì họ mê tín và sử dụng những cái thứ như vậy. Và chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay á, nhiều người họ không có Chúa họ vẫn dùng tỏi ở trong đời sống của họ. Khi mà họ đi công tác xa thì những người làm ăn hoặc là những thậm chí là những người cán bộ quý vị, họ bỏ cái tỏi vào trong cái giỏ sách của họ để phòng ngừa cái việc mình bị ếm. Hoặc là người làm ăn thì họ sẽ bỏ một cái củ tỏi vào trong cái hộp đựng tiền của họ để không có ai có thể bù ếm họ, làm cho họ bị ngu muội để mà thối tiền lộn. Nhưng mà dù rằng là mình bỏ tỏi vào trong đó hoặc là bỏ nguyên một cái tỏi trong đó thì ma quỷ nó vẫn có cách để nó cướp giết quỷ diệt chúng ta. Cho nên là tỏi nó không thể nào có thể giải quyết triệt để cho cái vấn đề của bùa ngải. Rồi thứ ba, đó là thư. Thư là gì? Có một chỗ khác, có một số địa phương người ta gọi là chài. Thì đây là một loại tông pháp khá hiếm thấy, thường được sử dụng bởi các dân tộc miền núi. Để thư một người thì cần phải có vật mang dương khí của người đó, như là quần áo, tóc, móng tay, da hoặc là máu của người đó. Khi các thầy mo làm phép thư thì người bị thư sẽ mắc nan y và chết từ từ, tức là bị ung thư. Và theo như người miền núi họ nói rằng là cái tà linh của Ma Lai đó, nó sẽ ăn cái xác này đó, nó ăn từ cái bộ phận này cho đến những bộ phận khác. Thì trong y học người ta gọi là di căn, nhưng mà trong thuộc linh đó, thì người miền núi họ biết rằng là con quỷ đó nó ăn xác của người ta và khiến cho người ta bị mất đi cái phần thân thể của mình. Thư cũng có thể dùng vào trong đồ ăn rồi đưa vào cơ thể người bị thư. Lúc này thì người bị thư sẽ đau đớn không nguôi. Người bị thư sẽ cảm thấy đau nhức khắp người. Cho nên là người miền núi đó, khi mà họ
muốn tìm malai đó, tức là malai là một dạng ma cà rồng, và người dân miền núi thì người ta biết rằng là có malai ở trong làng á là người dân trong làng sẽ không bao giờ yên ổn được, người này bệnh người kia bệnh rồi cả làng nó sẽ chết. Cho nên là người trong làng nếu mà biết có malai thì người ta sẽ ném đá cho chết cái người có malai đó. Trước năm 2000, tức là năm 1990 mấy đó, thì ở tại Buôn Ma Thuột có một cái buôn nọ, họ đã giết một người mà người ta nói rằng là đó là malai, và người ta giết luôn, giết bí mật, bởi vì cái con người đó thật sự là con quỷ, và nó đã hút máu người ta rồi nó làm đủ thứ tà thuật cả, và dân làng người ta phát hiện được cái người đó và người ta giết nó, giết người đó. Thì tôi hỏi rằng là làm thế nào để biết rằng là một người bị malai hay không? Thì người miền núi người ta nói với tôi rằng là dễ lắm mục sư. Chỉ cần mà mục sư gặp cái người có malai, có linh malai ở trong đó đó, thì cứ mỗi lần mình gặp xong là mình sẽ cảm thấy đau nhức người, bị bệnh, hoặc là cảm thấy sức khỏe sa sút lạ thường. Rồi công việc của mình cũng bị ảnh hưởng xấu, và người đó có khả năng để gieo rắc những mầm bệnh như là ung thư hoặc là những cái sự thất bại ở trong đời sống của mình. Và người ta có thể để ý, chẳng hạn như là buổi chiều hôm đó anh này gặp cái chú kia, và cứ mỗi lần gặp cái chú kia là bị đau nhức. Gặp người khác thì không bị, nhưng mà gặp cái chú kia về đến nhà xong là bị đau nhức. Và vài ngày như vậy thì anh này sẽ đưa ra một cái kết luận, đó là cái người đó có dấu hiệu của malai. Và không phải chỉ người này mà thôi, nhưng mà thêm những người khác nữa. Và người ta để ý rằng là khi gặp ai đó mà mình tự nhiên có thêm bệnh, hoặc là mình có những cái sự nó khác thường ở trong sức khỏe của mình, thì bắt đầu hai ba người đó họ sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau để mà biết rằng là cái người đó, cái nhân vật đó thật sự là malai. Thì đó là cái chuyện của người miền núi về cái việc malai. Nhưng mà tại vì cái phần này thì nó có liên quan đến cái việc thư, thì chúng ta biết rằng là thư ếm nó là một trong những cái điều có thật ở trong giới tài linh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng, đó là ếm. Ếm là gì? Ếm có nghĩa là trì kéo, đè xuống không cho vươn lên. Để ếm một người cần biết bát tự của người đó. Sau đó tùy vào phương pháp dùng ảnh hay là hình động để ếm, người bị ếm thường sẽ bị những gì mà người ếm làm. Ví dụ người ếm dùng cái kim châm để mà chích vào trong cái hình nộm của cái người bị ếm đó, thì khi chích đến đâu thì người ta sẽ đau đến đó, đau đến nỗi mà thấu xương luôn quý vị, đau mà muốn chết luôn á mà chết không được. Rồi khi mà người bị ếm á bị bẻ tay bẻ chân từ cái hình nộm đó, thì người bị ếm sẽ đau đớn không tìm ra bệnh, đi khám bác sĩ cũng không ra luôn. Đó là những cái dạng tà linh của ma quỷ nó ếm người ta. Ngoài bốn loại trên, tức là bùa, nhãi, thư, ếm, thì còn có một loại khác gọi là trù hay là nguyền rủa, trù ẻo quý vị. Cái này thường được dùng nhiều bởi vì những người không phải là thầy pháp, thầy mo thì vẫn có thể sử dụng những cái lời trù ẻo cho người mình ghét. Vì chỉ cần nguyền rủa một ai đó, thôi với lòng thù hận, thì người bị nguyền rủa sẽ bị y như vậy. Chẳng hạn như là mình đi đường mình gặp, ví dụ ai đó lái xe đi đường mà gặp một cái người lái ẩu, và nó quẹt xe mình mà nó không chịu đền cho mình, thì cái người đó có thể trù một cái lời, chẳng hạn như tao trù cho mày bị xe cán chết, lẫn mẹ cả con rồi gia đình mày ly tán, làm ăn lụng bại nè, chết đi mãi mãi không được đầu thai, ví dụ như vậy. Thì những cái lời rủa xả đó nó sẽ có cái uy quyền ở trong thuộc linh để có thể ảnh hưởng trên cái người bị rủa. Và chúng ta biết rằng là theo nguyên tắc của Kinh Thánh đó, thì cái lời rủa xả hay là lời nguyền rủa nó sẽ theo nguyên tắc như thế này, đó là lời nguyền rủa nó phải có cớ, thì cái lời nguyền rủa đó, cái sự rủa xả đó nó sẽ đến ở trên cái người kia. Còn nếu lời rủa xả vô cớ thì nó sẽ giống như là con chim sẻ bay đi đây đi đó, như con én liễn đi, lời rủa xả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. Châm ngôn đoạn 26 câu số 2. Vậy thì giả sử ai đó họ ghét tôi mà vô cớ họ rủa tôi, thì tôi sẽ bình an, không sao hết, đúng không? Nhưng mà nếu giả sử tôi có làm gì đó sai, hoặc là cố tình tôi hại ai đó và người ta biết được cái việc làm của tôi, người ta rủa tôi, thì tôi sẽ ở dưới cái sự rủa xả đó.
bởi vì nó có cớ. Vậy thì nếu mà chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta làm ăn ngay thẳng chân chính, người ta ghét chúng ta, người ta ếm chúng ta, hoặc là cái chỗ kinh doanh của mình được Chúa ban phước, ai cũng gọi cái chỗ của mình hết, ai cũng gọi mình để mà mình chạy xe cho họ hết, nhưng mà bên kia thì người ta không có ai gọi hết, người ta làm ăn ế dài cổ luôn, thế là họ ghét chúng ta. Giả sử nếu mà họ mua bùa hoặc là ếm thư chúng ta thì quý vị sẽ làm sao? Sao mình biết được đúng không ạ? Giả sử nếu mà mình không biết mà họ thư ếm chúng ta, mà chúng ta sống ngay thẳng công chính, thì ma quỷ nó sẽ không thể ảnh hưởng chúng ta được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu giả sử mà chúng ta có sai với họ, hoặc là họ chửi chúng ta mà chúng ta chửi lại, hoặc là chúng ta rủa họ lại theo như lời mà họ rủa chúng ta, thì trước mặt Chúa chúng ta cũng đang sai, và chúng ta cần phải hạ mình xuống để ăn năn xin Chúa Ngài thương xót và tha thứ cho những lời nói, cho những việc làm, cho những thái độ của con đã đối xử không đúng với bên kia. Bởi vì trước mặt ma quỷ thì nó không cần biết ai đúng ai sai hết, nhưng mà nó chỉ cần thấy miệng mình mở ra nói cái lời đó, thái độ của mình mà tỏ ra với người đó bức xúc, mình xăng cái áo lên, mình làm không đúng lời của Chúa, mình không nhịn nhục, không yêu thương, ma quỷ nó sẽ có cớ để tấn công chúng ta. Cho nên dù là con cái Chúa, chúng ta nếu chủ quan hoặc là chúng ta sống theo xác thịt mà chúng ta không có một sự phòng ngừa cho bản thân mình, thì có thể lắm chúng ta vẫn sẽ bị dính chưởng. Tôi dùng cái từ dính chưởng đó là sao? Giả sử chúng ta xung đột với cái người mà họ có bùa, xung đột hoặc là chúng ta tấn công cái người mà họ có những cái quyền lực của tà thuật đằng sau họ, thì chúng ta sẽ trở thành đối tượng ngon lành của ma quỷ và nó tấn công chúng ta. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta rất là cần thiết phải sống theo đúng lời của Chúa quý mà chị em, phải yêu thương, tha thứ, nhịn nhục, phải nhu mì, hiền lành. Ai làm cái gì đó thì kệ họ, chúng ta cứ sống ngay thẳng, buôn bán đàng hoàng, công chính, không cần phải tranh giành với ai hết, không cần phải ganh tị với ai hết, chúng ta cứ sống ngay thẳng, buôn bán đúng giá, không có lăng tăng gì cả. Và Chúa sẽ ban phước chúng ta, cho dù người ta tìm cách hại chúng ta, nhưng mà Chúa có cách để giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự người ta làm hại chúng ta. Ở trong Ê-thiên đoạn thứ 109 câu 17 cho đến 18, lời của Chúa chép thế này: nó ưa sự rủa xả bèn lâm vào nó, cũng không thích chút phước, phước bèn cách xa nó. Nó cũng mặc mình bằng sự rủa xả, khác nào bằng cái áo, sự rủa xả chung thấm vào thân nó như nước, vô xương cốt như dầu. Vậy thì những người mà họ sử dụng bùa hoặc là họ thường hay sử dụng cái sự rủa xả đối với người khác, thì cái sự rủa xả đó nó sẽ ảnh hưởng trên cái người sử dụng, đúng không ạ? Giống như dầu vậy đó, nó sẽ thấm vào người đó. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ sử dụng bùa chú, bùa ngải, tà thuật, và chúng ta cũng đừng bao giờ chúng ta nói ra những lời cay đắng rủa xả người khác. Cho dù người khác họ thật sự có những cái điều sai, họ có những điều mà mình cảm thấy nó ngang trái lắm quý mà cha, mình thấy mình không thể chịu được, nhưng hãy cậy ơn Thánh Linh của Chúa để chúng ta hạ mình xuống để xin Chúa Ngài can thiệp và Ngài sẽ giải quyết cái việc đó cho chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta chửi bới hoặc là chúng ta săn đi áo với ai hết quý mà cha, bởi vì chúng ta đâu có biết được đâu là chiên đâu là sói, đúng không quý mà cha? Đỡ nhiều khi mình săn đi áo mình chửi cái thằng nó có tà linh ma quỷ trong đó thì sao? Xin lỗi tôi dùng cái từ thằng, là bởi vì cớ mình đâu có biết ai với ai đâu, đúng không ạ? Nhìn có vẻ hiền lành, tử tế, lịch sự đó, nhưng mà bên trong họ có bùa ngải làm sao? Cho nên tốt nhất chúng ta cần phải sống theo tình yêu thương của Chúa. Và nếu chúng ta có thua thiệt, chúng ta có thiệt hại, thì chúng ta hãy tin cậy Chúa và dâng ơn Chúa cái điều đó. Rồi Chúa sẽ có cách để ban phước chúng ta sau này. Amen. Và khi mà người sử dụng tà thuật, thì họ phải đánh đổi tuổi thọ của họ, hoặc là phước đức ở trong gia đình của họ, có khi là đánh đổi cả mạng sống của mình và những người xung quanh. Những người trong giới tà thuật khi mà họ luyện bùa hoặc luyện ngải, muốn ở trong mức độ cao hơn, thì họ cần phải dâng con của mình hoặc là gia đình của mình cho tà linh ma quỷ. Cho nên có những người thầy bùa, khi mà họ luyện bùa đó quý vị, thì con của họ chết. Tôi đã từng nhìn thấy có một người thầy bùa chữa bệnh cho cả cái làng đó,
Ai bệnh gì cũng đến cái ông thầy bùa đó chữa. Người ta hết quý mà cho em. Nhưng mà hai đứa con của ổng bị chết. Đứa thì sinh ra nó chết. Đứa thì mới có vài ba tuổi thôi đã bị tai nạn và chết. Tôi nhìn thấy rằng là ma quỷ nó không phải là kẻ ban sự sống hoặc là đem đến sự chữa lành cho người ta, nhưng mà nó chỉ có thể đem cái sự rủa xả của nó từ cái người này qua người khác mà thôi. Nó có thể đem cái sự rủa xả bệnh tật của ai đó ở trong làng ra khỏi cái người đó, nhưng mà cái cục rủa xả đó nó lại đem vào trong gia đình và con cái của cái ông thầy bùa đó. Cho nên tất cả những người mà họ luyện tà thuật bùa chú đều là những con người ở dưới cái quyền rủa xả của ma quỷ. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy được có những cái sự, những cái hình thức tà thuật mà sớm nhất đó là trong thời của vua Pharaoh ở trong sách Xuất Ký đoạn số 7 câu 10 cho đến câu 12. Khi mà Môi-se và A-rôn đến cùng Pharaoh và làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, thì A-rôn đã liền cái gậy mình trước mặt Pharaoh và quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaoh bèn đòi các bác sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ai Cập, phần họ cũng cậy phép phù chú mình mà làm giống y như vậy. Mỗi người liền gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Quý vị thấy rằng trong thời xa xưa, mấy ngàn năm về trước rồi, thì những cái người tà thuật của Ai Cập họ có thể làm được từ một cái gậy hóa thành con rắn. Có thể cái điều này là tà thuật cũng lớn đúng không quý mà chị em? Ở Việt Nam mình chưa bao giờ thấy ông phù thủy nào mà hóa một cái cây gậy mà thành một con rắn hết. Vậy đó mà trong thời của Ai Cập đã xảy ra. Có hay nào? Không có luôn đúng không? Đó vậy đó quý vị thấy không? Trong thời của Môi-se, khi mà Môi-se thách thức đối với lại những tà thuật của ma quỷ đó, thì ma quỷ có thể làm được từ cây gậy mà hóa thành con rắn. Còn rắn thật đó nha quý mà chị em, chứ không phải rắn ảo đâu. Và quyền năng của Chúa cũng khiến cho cái cây gậy của Môi-se đó hóa thành con rắn, và cái con rắn của Môi-se nuốt những con rắn của những tà thuật khác, những thầy thuật sĩ khác. Tức là cái gậy của Môi-se là con rắn, nuốt cây gậy của những thuật sĩ khác cũng là những con rắn. Vậy thì ở đó chúng ta thấy rằng là ma quỷ có thể mạo phạm đến phép lạ và quyền năng của Chúa. Nó có thể nhái, nó có thể làm ra đồ giả, đúng không ạ? Giống y chang quyền năng của Chúa, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời lớn hơn những cái quyền lực của ma quỷ. Amen. Ma quỷ có thể tạo ra những phép lạ, đúng, nhưng mà những phép lạ của ma quỷ khi mà đối diện với những cái phép lạ của Đức Chúa Trời đó thì nó chỉ là ép riêu thôi, đúng không ạ? Chúa nuốt luôn cái gậy của những thuật sĩ kia và mất luôn quý mà cho em, mất tích những cái gậy luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng là tà thuật thì có thật, nhưng mà khi đối diện với những quyền năng của Đức Chúa Trời thì nó chỉ là rơm rác mà thôi. Rồi khi mà dân Israel họ chuẩn bị bước vào trong xứ thì Đức Chúa Trời Ngài đã căn dặn với dân sự của Chúa rằng là khi các ngươi vào xứ đó thì đừng bao giờ tập theo những cái tà thuật và những cái sự gớm ghiếc của những dân tộc ở tại đó. Tôi sẽ đọc lời của Chúa ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 từ câu 9 cho đến câu 14 như thế này. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng êm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm cái việc ấy. Và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Vậy thì mình thấy rằng là Chúa Ngài rất yêu thương dân sự của Ngài, và Ngài căn dặn họ trước đừng bao giờ đụng tay hoặc là đừng bao giờ nhúng vào những cái tà thuật đó, bởi vì nhúng vào sẽ có hậu quả. Và Chúa nói trước cho chúng ta, cho dân của Chúa biết rằng là bởi vì cớ dân Canaan họ đã dùng tà thuật, họ dùng bùa chú, họ dùng những cái sự ô uế của ma quỷ này, cho nên là Chúa cho phép họ, xin lỗi, Chúa cho phép dân Israel đuổi họ ra khỏi xứ Egypto, ra khỏi xứ Canaan. Vậy thì bất cứ một người nào hoặc là một dân tộc nào mà đụng đến tà thuật, những cái phù thủy, bói khoa, thuật số, đồng cốt, đi cầu vong này thì dân tộc đó sẽ bị rủa xả. Cho nên là con cái Chúa, khi chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn, bế tắc, thay vì chúng ta nhìn vào trong cái lá số tử vi hoặc là nhìn vào trong cái lá bùa, lá ngải
Thì quý vị ơi, hãy ngửa trông lên Chúa Giêsu Christ, hãy chạy đến với Chúa và kêu cầu Ngài xin Chúa ban phước cho con. Bởi vì ma quỷ nó không thể ban phước chúng ta một cách lâu dài được quý bà chị em. Ma quỷ có thể chúc phước cho chúng ta được không quý bà chị em? Được. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4, khi Chúa Giêsu bị đem vào trong đồng vắng để bị ma quỷ cám dỗ 40 ngày tại đó, ma quỷ đã nói với Chúa Giêsu rằng bây giờ ngươi thấy không, tất cả những cái sự giàu có vinh hoa phú quý ở trên thế gian này đó, ngươi nhìn thấy đó, bây giờ ngươi chỉ cần mà quỳ xuống dưới chân của ta, lạy ta một cái thôi, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi cái vinh hoa giàu có đó trong thế gian. Quý vị thấy không ạ? Ma quỷ nó có quyền để ban cho con người có sự giàu có, ban cho người có sự sung túc thịnh vượng một cách nhanh chóng. Nhưng quan trọng là nhân đây nè, ai đầu phục và thờ lại ma quỷ thì đều luôn có một cái hậu quả rất thảm khốc. Ma quỷ nó là kẻ cướp giết và quỷ giết. Quý mai cho em, đừng bao giờ vì một tờ vé số hoặc là cái số đề nào đó mà mình quỳ lại ở trước cái mộ để xin số đề. Nói thần Phật ơi, thổ địa ơi, này kia cho con có trúng số đề thôi. Trúng một lần thôi là con cái gì sau này con có làm hết. Thật sự những người như vậy rất là dại quý mài chè. Bởi vì linh hồn con người chúng ta là vô giá. Vô giá, không bao giờ có thể đánh đổi được bằng tiền bạc vật chất được. Và tôi tin rằng ai trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng và làm đẹp lòng Ngài thì Chúa sẽ ban cho người đó cái sự giàu có, thịnh vượng và sung mãn. Ăn không hết quý mài chè. Phước của Chúa nó tuyệt vời lắm. Cho nên là con cái Chúa chúng ta hãy tin cậy Chúa và đừng bao giờ nhờ cậy đến tà thuật. Dù là chúng ta buôn bán có ế ẩm hoặc là chúng ta buôn bán thậm chí là bị nợ nần, quý vị cũng đừng bao giờ để cho mình bị cám dỗ để mà mình đi cầu chùa khấn Phật hoặc là đi xin bùa, xin ngải, xin cái này xin cái kia. Mà nhất là những con cái Chúa nào chúng ta có làm ăn và có mối quan hệ với lại những người mà không tin Chúa đó, rất là dễ bị cám dỗ khi mà chúng ta tìm kiếm cái phước ở trong công việc của mình. Bà thấy bán buôn thấy sao mà tháng này thấy nó phất dữ vậy? Có bí quyết gì không? Có tiền chiêu gì chỉ cho tôi chứ? Cái người ta nói là đi cái chùa đó khấn một cái thôi là bán một tháng là lên tới 50 triệu. Nghe thì thích lắm đúng không quý bà chị em? Mình thì đang ế dài cổ mà tự nhiên cái bà này bà nói bây giờ ra cái chỗ đó khấn linh lắm, thiêng lắm. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có sự trung tín để chúng ta ở lại với Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa sẽ có cách để ban phước chúng ta về lâu về dài. Amen không quý bà chị em? Dạ. Rồi Kinh Thánh nói gì về bùa ngải và tà thuật? Ở trong Lê Vi Ký đoạn 19 câu số 26 chép rằng là các ngươi chớ ăn vật chi có huyết, chớ dùng bói khoa, chớ làm thuật số. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 27 chép rằng là khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bói khoa thì hẳn sẽ bị xử tử, người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Xuất Lê Vi Ký đoạn số 22 câu số 18 chép rằng là ngươi chớ để các đồng cốt sống. Tức là trong luật pháp của Chúa từ thời của Môi-se đã căn dặn rất là tỉ mỉ rằng là đối với là những tà thuật đồng cốt hay là bói khoa đó, nếu con cái Chúa biết được cái hoạt động của nó thì cần phải tiêu hủy nó đi. Trong thời của ước thì chưa có danh của Chúa Giêsu để được giải cứu ra khỏi những quyền lực của tà thuật và ma quỷ, cho nên cách duy nhất để giải cứu dân của Chúa ra khỏi tà thuật đó là phải diệt những cái người bói khoa và làm phù thủy đó. Nhưng mà trong thời nay thì chúng ta thấy rằng là không cần phải giết người ta như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể tiêu diệt bằng cách cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ để những cái quyền lực của ma quỷ nó phải bị trục xuất và người ta được giải phóng. Có một quan điểm cho rằng là việc đuổi quỷ hay là trừ tà nó là việc của Chúa. Và con cái Chúa ngày hôm nay chúng ta nếu có thấy ma quỷ thì chúng ta đừng vội đuổi nó. Chúng ta đừng bao giờ đuổi quỷ. Hoặc là chúng ta sẽ né nó đi, chúng ta đừng có đụng tới nó. Vừa rồi thì tôi nghe một người anh em nói lại rằng là mục sư ơi, ở bên kia họ nói với tụi em rằng là đuổi quỷ là tà giáo. Tôi hỏi, ủa tại sao tà giáo? Cái người anh em nói rằng là dạ mục sư biết không, hội thánh á, người ta nói rằng là, hội thánh bên kia người ta nói với tụi em rằng là đuổi quỷ đó là chuyện của Chúa.
Còn cơ đốc nhân ngày hôm nay đó là chúng ta đừng có đủ quỷ, không được phép đủ quỷ, tại vì mình đâu có phải là Chúa đâu đủ quỷ. Mình chỉ có thể bị quỷ đuổi, hoặc là mình trốn đi thôi, thấy nó thì cứ trốn né đi, đừng có cầu nguyện. Tôi nghĩ trong lòng của tôi rằng quỷ mà làm sao mình trốn được, đúng không quý mài chị em? Mình thấy nó như vậy đó, mình trốn vô phòng hoặc là trốn toilet, trốn được không? Không được, quỷ nó là linh mà, làm sao mình trốn được? Cho nên thấy nó là chúng ta chỉ có thể đứng lại ở trong danh Chúa Jesus Christ và công bố quỷ phá tất cả những quyền lực của chúng nó và ra lệnh cho chúng nó phải lui ra khỏi trước mặt chúng ta. Amen. Ở trong Mác đoạn số 16, câu 16 cho đến 20 chép thế này: ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những cái tin sẽ được cái dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ ra tay cho cái đau thì cái đau sẽ lành. Lời của Chúa Giêsu căn dặn với những người mới tin nhận Chúa Giêsu Christ rằng là nếu họ tin đó, thì họ có quyền để lấy danh Chúa mà trừ quỷ. Và đó là công việc của tất cả những người tin. Bất cứ ai tin thì đều có cái uy quyền và quyền năng để đuổi quỷ, chứ không phải chỉ dành cho những mục sư hoặc là cho những cái chức vụ đặc biệt nào đó ở trong hội thánh mà thôi quý mài chị em. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Cảm ơn Chúa. Vậy thì sau khi Chúa Giêsu ngày thăng thiên về trời thì Chúa vẫn còn ở với những môn đồ và lấy những phép lạ, trong đó có sự chữa lành, trong đó có sự giải cứu, để mà ứng chứng rằng là Chúa ngài vẫn còn ở cùng với các môn đồ, chứ ngài không có đi mất. Cho nên ngày hôm nay nếu con cái Chúa chúng ta gặp những cái trường hợp là quỷ lộ ra, hoặc là ma quỷ tấn công gia đình của mình, tấn công con cái của mình, tấn công vợ chồng của mình, thì chúng ta cần phải đứng lên và công bố xác quyết trong danh Chúa Jesus Christ: mày phải lui ra khỏi vợ chồng của ta, lui ra khỏi các con của ta, mày không có quyền ở trên họ trong danh Chúa Jesus Christ. Chứ chúng ta không cần phải đến những linh mục hoặc là những mục sư để nhờ họ giải cứu cho mình, nếu mình có khả năng để làm được. Tại vì đôi khi một số người chúng ta nghĩ rằng là chỉ có mục sư hoặc là những chức vụ đặc biệt á mới có thể đủ quỷ được. Nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là bất cứ ai tin đều có thể lấy danh ta mà trừ quỷ. Tức là cô này, chị này, bác nọ, anh nọ, chúng ta tất cả mọi người đều có cái uy quyền để đủ quỷ hết. Tại sao quỷ nó sợ chúng ta quý mà chị em? Bởi vì chúng ta có danh của Chúa Jesus Christ và chúng ta có tên được viết ở trong thiên đàng, đúng không ạ? Chúng ta xem nha, ở trong Luca đoạn số 10 câu 19, Luca đoạn số 10 câu 19, lời của Chúa đã nói thế này: này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dẫu vậy chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Quý vị thấy không? Chúa nói rằng là Chúa ban chúng ta uy quyền để giày đạp rắn, bò cạp, tức là bùa, ngải, thư, ếm gì đó, mình có quyền mình giày đạp nó hết dưới chân. Nhưng mà cái nguyên nhân mà chúng ta có thể làm điều đó, đó là bởi vì cớ tên của chúng ta đã được ghi trên thiên đàng. Tức là chúng ta có sự tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống của mình, chúng ta là con của Chúa thì chúng ta là công dân của thiên quốc. Và chúng ta có uy quyền ở trên các quỷ thuộc về vương quốc của sự tối tăm. Cho nên sự hiện diện của Chúa Jesus Christ ở trong đời sống của chúng ta rất là quan trọng. Nó sẽ khiến cho chúng ta có được một cái quyền năng đắc thắng ở trên các quỷ. Cái gì kêu vậy? Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7 chép rằng là: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Và đây là lời của sứ đồ Gia Cơ đã chép cho tất cả mọi thánh đồ ở trong hội thánh. Tức là khi mà ma quỷ nó tấn công chúng ta thì chúng ta phải chống trả lại nó, đúng không ạ? Chúng ta phải chống trả lại nó, chứ không phải chúng ta rút cái đầu lại, rụt đầu lại rồi mình không nhìn thấy nó thì nó cũng không nhìn thấy chúng ta. Không đâu quý mà cho em, chúng ta cần phải chống trả lại nó, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi chống trả thì chúng ta cần phải thuận phục Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải đầu phục Chúa, phải tin Chúa Giêsu. Nếu mà chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta phải mời Chúa Giêsu bước vào trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta đã tin Chúa rồi thì chúng ta hãy quỳ gối và cầu xin Chúa: ngài mặc lấy cho con chiếc áo vương quyền của ngài,
để con có uy quyền ở trên các quỷ và nó phải sợ hãi trước danh Chúa Jesus Christ mà con đang công bố. Cảm ơn Chúa. Trong tuần vừa qua thì tôi đi công tác ở Buôn Ma Thuột. Và khi mà một ngày nọ tối thứ năm hay là tối thứ tư gì đó. Thì khi tôi cùng với vợ tôi về đến phòng sau một ngày dài vất vả làm việc thì tôi nhận được một cuộc gọi điện thoại. Và hai chị em ở cách xa tôi hơn 1000 dặm. Và cái người chị điện thoại với tôi và qua màn hình thì tôi nhìn thấy cái người em đang bị người em gái này đang bị lồng lộn bởi vì quỷ nó nhập và cái người con gái đó vùng vẫy rất là khủng khiếp. 5 người đàn ông, 5 người thanh niên cột cái cô này lại, chói tay chói chân lại, nhưng mà 5 người cũng không thể nào có thể làm lại được cái cô gái này. Và qua màn hình thì tôi cầu nguyện rồi tôi nói, nhưng mà cô gái này không còn nghe, không còn biết gì cả. Và tôi hỏi cái người chị rằng là, ủa em gái em bị sao, như thế nào? Bây giờ em hãy bình tĩnh, tại vì người chị quá rối rồi. Người chị nói với tôi, mục sư ơi, em của em nó bị tà linh nó tấn công, em của em bây giờ nó mất trí rồi, không còn nghe em nói cái gì hết. 2 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ cả nhà là coi như là ai cũng mệt đuối hết rồi. 2 tiếng đồng hồ vật lộn nó không nổi. Và bây giờ không còn nhận thức gì hết. Và tôi nói rằng là bây giờ em gái của em á, mục sư nhìn thấy nó đang bị ếm bùa. Có thể là làm ăn, người ta ghen ghét rồi người ta hại em gái của em. Hoặc là ai đó họ bỏ bùa em gái của em. Thì đó mục sư nhìn thấy như vậy. Nhưng bây giờ thì mục sư chỉ làm việc với cái người tỉnh táo, tức là em đó. Chứ còn bây giờ em gái của em là nó không còn biết gì hết. Và thế là tôi nói rằng bây giờ em hãy bình tĩnh. Đi xem ở trong phòng. Xem có lá bùa nào người ta gieo, người ta treo trên đó hay không. Bởi vì khi mà một người bị ếm bùa thì bắt buộc phải có lá bùa hoặc là có một vật gì đó để mà đem đến cái sự rủa xả cho chính cái người bị ếm bùa. Màu đỏ hoặc là màu vàng thì em khả nghi là em cứ tháo xuống hết, đem đốt cho thầy. Và khi cái em gái này đi lột cái này cái kia, có những cái treo ở trên tường hình con rồng, hình con rắn gì đó, thì khi mà đem tất cả những thứ đó xuống rồi đi ra ngoài, và tôi hướng dẫn cho người chị em này cầu nguyện cắt đứt tất cả những cái quyền lực của ma quỷ ở trên em gái của mình và đứng vào trong chỗ sức mẻ để mà ăn năn xưng tội thay cho em gái của mình, bởi vì có những cái lỗi lầm nào đó mở cửa cho ma quỷ nó bước vào và tấn công em gái của mình như vậy. Và khi mà tôi nói chuyện đó thì lúc ban đầu đó, khi mà thấy tình trạng nặng quá, tôi ở xa cả ngàn dặm lận, bây giờ tôi nói rằng là trường hợp này quá nặng em ơi, bây giờ em hãy đem em gái của em á qua hội thánh hoặc là nhà thờ nào đó gần đó, nhờ mục sư để cầu nguyện giúp, chứ bây giờ thầy ở xa quá. Lúc đó là 12 giờ khuya rồi, gần 12 giờ khuya rồi. Thì em gái nói rằng là mục sư bây giờ ở chung quanh đây cái nhà thờ gần nhất tụi em á là 10 mấy 20 cây số luôn. Xa lắm mục sư ơi, không ở trong cái vùng đó là không có hội thánh nào, không có mục sư nào luôn, không có con cái Chúa nào hết, tụi em hai chị em là làm ăn ở đó, cho nên là chung quanh toàn là những người Hồi giáo và những người đạo Phật Hindu không à. Và thế là tôi hướng dẫn cho em gái này, bây giờ mình phải bám chặt lấy Chúa thôi. Bây giờ mục sư cũng không cứu được cho em gái em. Chỉ có mình em á, em là chị, em có đức tin nơi Chúa, em sẽ cứu em gái của em trong buổi tối hôm nay. Và tôi hướng dẫn cho em gái này vừa khóc vừa cầu nguyện. Bởi vì sợ rằng là em gái của mình sẽ bị chết. Tại vì khi mà bị thư ếm đó quý vị, cái nặng nhất nó vẫn là chết. Tại vì trước đó thì em gái này là cái cô em á là không còn nhận biết gì hết và cứ mê man như vậy, rồi khi tôi cầu nguyện lồng lộn và la hét sùm hết. Và khi mà người chị em này, cái người chị cầu nguyện và khóc ở trước mặt Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn tin cậy Chúa, thì cầu nguyện amen xong, đốt xong mấy cái đó, bước lên lầu và nhìn thấy em gái của mình nó nằm ngủ, nằm yên luôn quý mà chị em, nằm ngủ tới sáng luôn quý mà chị em. Cảm ơn Chúa. Và hôm sau thì tôi nhắn tin, tôi hỏi người em rằng là bây giờ em có khỏe chưa. Thì cảm ơn Chúa rằng là Chúa đã ban ơn và Chúa Ngài đã giải cứu hoàn toàn cô gái này ra khỏi những quyền lực của ma quỷ. Và người chị cũng như người em đã thêm lên đức tin ở nơi Chúa và biết rằng danh của Chúa là danh trên hết muôn danh. 5 cái người thanh niên mà bưng đỡ rồi phụ rồi cột trói tay chân cho cô gái này đó quý vị.
sau cái phép lạ này, nhìn biết rằng là danh của Chúa Giêsu Christ là danh lớn hơn hết. Và những người ở đó chứng kiến cái sự việc đó thì biết rằng là danh của Chúa Giêsu Christ là danh quyền năng. Họ nói với nhau, công nhận Chúa hay thiệt. Bây giờ mình phải qua bên nhà thờ Công giáo, mình xin nước thánh của cha đó rồi để mình được bảo vệ khỏi tà thuật ma quỷ. Cái tôi nói trong lòng của tôi, không, không, kiểu đó là không được rồi. Mình phải chạy đến với Chúa Giêsu, mình phải tìm đến với Chúa chứ bây giờ mình tìm đến với nhà thờ Công giáo hoặc là linh mục cha xứ là cứu ích. Tại vì Chúa ban cho mỗi người chúng ta có uy quyền để chúng ta đuổi quỷ. Và khi chúng ta nhận biết uy quyền đó, chúng ta sẽ thấy rằng là mình có thể làm được. Quỷ nó phải vâng phục mình ở trước danh của Chúa Giêsu Christ. Chứ không phải là quỷ nó sợ giáo phái hoặc là sợ tôn giáo nào đó, nó sợ một cái vật thánh nào đó. Không, quý mà chị em ơi, mà quỷ nếu nó sợ như vậy thì có lẽ Chúa Giêsu không xuống thế gian này để chịu chết một cách đau đớn làm gì, đúng không? Chúa chỉ cần quăng xuống cái cục thiên thạch hoặc là cục gì đó của thiên đàng, rồi nói rằng là bây giờ các giáo dân hãy mang cái vật thánh đó ha, trừ tà xua đuổi ma quỷ, ta không cần phải xuống thế gian này để cứu con làm gì. Cho nên Chúa Ngài rất là quyền năng, quý mài cha, hãy tin cậy Chúa và hãy mời Chúa bước vào trong đời sống của mình. Và hãy luôn luôn sống ở dưới sự bao phủ của Chúa, đừng bao giờ sống theo xác thịt hoặc là tội lỗi. Đừng bao giờ buông tuồng ở trong những cái thú vui, những cái tật xấu của thế gian này. Bởi vì khi chúng ta sống như vậy đó, mà chúng ta không sống ở dưới cái sự che phủ của Chúa đó quý vị, thì ma quỷ nó sẽ có cái kẽ hở, nó xen vào trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ của Chúa có bị ma quỷ nó ám không, nó áp bức không? Có, đúng không ạ? Đó là sứ đồ Giuđa Iscariot. Trước đó Giuđa Iscariot đã từng đuổi quỷ, đã từng chữa lành, kinh nghiệm nhiều quyền năng phép lạ lắm. Nhưng mà đến cuối cùng thì ông đã có một cái tâm tình khác hoàn toàn với tâm tình trước đó. Ông đã tìm cách bán Chúa Giêsu và ma quỷ nó nhập vào trong ông luôn, quý mài chen. Cho nên là con cái Chúa chúng ta có quyền tự do để sống theo ý mình. Một, chọn Chúa, đầu phục Chúa và ở lại với Chúa, trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Hai là chúng ta chọn chùa, chọn ma quỷ, ha, chọn bùa chú thư ếm gì đó theo ý của chúng ta, để rồi cuộc đời của chúng ta sẽ đi xa khỏi Chúa. Chúng ta có quyền tự do chọn lựa hết, quý mài cho em. Chúa không ép ai vào trong thiên đàng, mà Chúa cũng không đẩy ai vào trong địa ngục. Nhưng mà cái phần quyết định vẫn là chúng ta. Nếu chúng ta chọn đứng về phía Chúa thì không có quỷ nào có thể áp chế hoặc là làm chúng ta bị tổn hại cả. Cơ đốc nhân nên nhớ, không có bùa ngải nào đến từ Đức Chúa Trời. Và tất cả những cái bùa ngải tà thuật đều là chiêu trò lừa dối của ma quỷ để đem đến sự quỷ diệt cho con người mà thôi. Đức Chúa Trời là đấng lớn hơn tất cả mọi quyền lực của ma quỷ và bùa ngải. Cho nên cơ đốc nhân không có gì phải lo lắng sợ hãi trước chúng. Hãy nhận biết uy quyền của mình đã có ở trong danh Chúa Jesus Christ và thực hành uy quyền đó mỗi ngày bằng sự công bố và đức tin. Hãy tìm đến với Chúa Giêsu để chúng ta được vô hiệu hóa khỏi tất cả những quyền lực tà thuật bùa ngải. Amen. Mà quý vị có thể cầu nguyện để đem đến sự chữa lành và giải cứu cho những người bị bùa ngải. Quý vị có dám tin không? Tin. Chúa Giêsu ở trong quyến mài cho em. Có thể quý vị không nhìn thấy, nhưng mà ma quỷ nhìn thấy. Tôi đã từng đối diện với những quyền lực ma quỷ và chúng nó phải thú nhận với tôi rằng là nó thú nhận rằng là tao nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong mày. Nó xưng luôn đó quý vị, nó xưng tao luôn đó. Nói tao nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong mày. Cho nên tôi khám phá ra được một nguyên tắc rất là đặc biệt ở trong việc đuổi quỷ. Đó là chúng ta phải thật sự là người có đức tin nơi Chúa và chúng ta đứng cùng phía với Chúa. Thì không có quỷ nào có thể đương đầu nổi với chúng ta, quý mài cho em. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 9 chép rằng là trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai có thể chống nghịch lại với ngươi. Quý vị thấy không? Khi mà Giô-suê chọn đứng cùng phía với Chúa thì chẳng có ai đối địch lại với ông được hết á. Ma quỷ dù là quỷ lớn hay quỷ nhỏ, Lucifer hay là cái gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể đương đầu nổi với chúng ta. Amen. Một người đuổi được 1.000 người và 2.000 người đuổi được 10.000 người. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho hội thánh của Chúa được dấy lên ở trong ơn và quyền năng của Chúa để chúng ta có thể đuổi quỷ trừ tà. Amen. Và nếu mà ai đó muốn biết rằng là mình có bị bỏ bùa hay không, mình có tà linh nào ma quỷ nó ảnh hưởng trên sức khỏe hoặc là trên hôn nhân gia đình hoặc là trên công ăn việc làm của mình hay không, thì quý vị có thể đến với hội thánh của Chúa hoặc là ngay cả hội thánh này, tôi vẫn sẽ dành thời gian để cầu nguyện cho quý vị để check, để kiểm tra xem coi rằng là quý vị có ma quỷ nó áp chế mình hay không. Điều này nó giống như ở trong thuộc thể với quý vị. Nếu mà chúng ta không biết được ở trong mật của chúng ta có sàn hay không,
hoặc là trong thận của chúng ta có sỏi hay không, thì chúng ta phải đi chụp X-quang đúng không? Phải chụp X-quang mới ra. Chứ còn bây giờ bình thường không ai nhìn thấy nó trong đây hết. Nhưng mà phải cần có một cặp mắt xuyên thấu. Và cặp mắt xuyên thấu đó chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quý bà cha. Khi mà Thánh Linh của Chúa hành động thì không có quỷ nào có thể ẩn nấp được. Và nó sẽ bị đuổi ra khỏi đời sống của những người chọn đầu phục Chúa và tin cậy nơi Ngài. Hãy kêu cầu danh Chúa để mình được cứu. Amen. Lời của Chúa được chép thế này. Và đây là nền tảng căn bản cho bất cứ những ai chúng ta muốn cầu nguyện hóa giải bùa chú và đập tan những cái quyền lực của tà thuật ở trên đời sống của mình và trên đời sống của những người khác. Ở trong Ê-sai đoạn 54 câu số 17, Ê-sai đoạn 54 câu 17, tôi sẽ đọc nguyên văn lời của Chúa ở đây để trước khi mà tôi kết thúc thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị, những anh chị em nào chúng ta ở tại đây hoặc là đang ở tại nhà chúng ta theo dõi chương trình này từ xa, thì chúng ta sẽ biết cách để tự cầu nguyện cho bản thân mình, hoặc là cho những người thân của mình, hoặc là cho bạn bè của mình, ai đang cần được sự giải cứu khỏi những bùa ngải tà thuật của ma quỷ. Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thành lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lửa giấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán, ấy là phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va và sự công bình bởi ta ban cho họ. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng là phàm binh khí chế ra nghịch cùng với ngươi sẽ chẳng được thành lợi. Bùa chú, tà thuật, thư ếm đều là những thứ mà ma quỷ nó dùng như là những binh khí được chế tạo ra ở trong nơi tối tăm. Nó có thể tụng niệm hoặc là ếm chú gì đó từ xa, mình không biết được. Nhưng mà Chúa nói rằng là phàm binh khí nào chế ra nghịch cùng với người. Tức là sao? Tất cả mọi thứ, bùa ngải, thư ếm gì đó, tất tần tật. Không cần phải là sợ là cái ông thầy đó cao tế ấn hơn, mình phải cầu nguyện kiểu khác. Hoặc là cái ông thầy khác thấp tế ấn hơn thì mình cầu nguyện kiểu khác. Nhưng mà Chúa nói rằng là tất cả mọi vũ khí, mọi binh khí đại chế ra nghịch cùng với chúng ta đều sẽ không được hiệu quả. Đều bị vô hiệu hóa hết quý mài cho em. Cảm ơn Chúa, chúng ta có những cái tên lửa để chúng ta có thể phòng không. Khi mà một binh đoàn nào đó họ pháo kích vào trong một cái khu vực của chúng ta, thì chúng ta có thể dùng những cái tên lửa đó để chúng ta nghịch lại với những cái pháo kích đó. Và chúng ta có thể vô hiệu hóa nó trước khi mà nó rơi xuống đất. Thì cũng vậy, trong thuộc linh cũng vậy, quý mài cho em. Nếu chúng ta nhận biết rằng là có những cái lời nguyền hoặc là những lời tấn công với chúng ta, thì chúng ta cần phải cầu nguyện, công bố trong danh Chúa Giêsu Christ, binh khí này đã chết đến ngay cùng với ta sẽ không được thành lợi, không được hoạt động và không hiệu quả. Quý vị cần phải công bố. Amen. Yeah. Tôi sẽ được đứng vững ở trong sự công bình và tránh khỏi mọi sự hiếp đáp. Ở trong câu số 17, câu số 14. Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề đến gần với ngươi. Quý vị thấy không ạ? Bùa chú, tà thuật, ma quỷ có thể đem đến cái sự sợ hãi, nhưng mà chúng ta sẽ đứng vững ở trước mặt nó, và không gì có thể làm cho chúng ta bị tổn hại hoặc là lung lay sợ hãi được cả. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng nhau đứng lên, và chúng ta sẽ cùng công bố theo những lời cầu nguyện này, để chúng ta sẽ được mặc lấy uy quyền ở trong danh Chúa Jesus Christ, để chúng ta có thể cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình của mình và cho những người xung quanh chúng ta, nếu chúng ta nhận biết có những dấu hiệu của bùa chú, tà thuật. Và sau khi mà chúng ta cầu nguyện xong thì chúng ta sẽ dùng thiền thánh. Hãy cùng công bố với tôi ở trong đức tin, nơi danh quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, là danh có quyền năng trên hết tất cả các danh. Phàm đầu gối nào ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất thể đều quỳ xuống khi mà nghe nhắc đến danh Chúa Jesus Christ. Nào hãy cùng công bố lớn tiếng nào, trong danh Chúa Jesus Christ, tôi nắm lấy thuận đức tin và tôi dập tắt tất cả mọi tên lửa của ma quỷ. Tôi nắm lấy gươm của Đức Thánh Linh là lời Chúa để chống lại kẻ thù của tôi. Tôi đã được chuộc khỏi những sự rủa xả của luật pháp, khỏi sự đói nghèo, khỏi bệnh tật, khỏi mọi sự thất bại và phá sản. Tôi đã chiến thắng mọi sự bởi vì đấng ở trong tôi lớn hơn mọi kẻ ở trong thế gian này. Tôi đã được giải thoát khỏi mọi quyền lực của sự tối tăm và được biến đổi thành con cái yêu dấu của Chúa. Tôi có uy quyền được ban cho trong danh Đức Chúa Giêsu để giày đạp trên rắn và bò cạp,
Và trên mọi quyền lực của kẻ nghịch chúng con, không có gì làm hại tôi được. Tôi không có một tâm thần nhút nhát, nhưng có một tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Tôi được chữa lành bởi các lằn đòn của Chúa Giê-xu. Tay tôi chặn cổ kẻ thù của tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi. Chén tôi đầy tràn phước hạnh và sự thương xót của Chúa, để quỷ phá mọi loại bùa chú, thư ếm của ma quỷ. Nó phải rớt ra khỏi đời sống của tôi. Nó phải bị vô hiệu hóa. Trong danh của Chúa Giê-xu, tôi công bố rằng ma quỷ là kẻ thú bại. Nó phải rời xa khỏi tôi. Nó không có quyền cai trị trên tôi. Nó phải nằm dưới bàn chân của tôi. Tôi là người đã thắng và được cai trị ở trong danh của Chúa Giê-xu. Không có bùa chú thư ếm nào mà người ta đã tạo ra để hại tôi được thành công cả. Trong danh của Chúa Giê-xu, tôi được nhận một phước hạnh một cách dữ dật, được ban cho ân điển và sự công bình bởi Đức Chúa Giê-xu. Tôi được cai trị ở trong sự sống. Tôi được sống và được sự sống dữ dật. Ma quỷ phải rời xa khỏi tôi. Phải đi ra khỏi đời sống của tôi. Chúng nó phải đi ra khỏi các con của tôi. Đi ra khỏi vợ chồng của chúng tôi. Đi ra khỏi sức khỏe của tôi. Đi ra khỏi công ăn việc làm của tôi. Đi ra khỏi tài sản của tôi. Ra khỏi gia đình của tôi. Trong danh của Chúa Giê-xu, con quỷ phá tất cả những cái vũ khí thuộc linh. Nó không có quyền ảnh hưởng trên con nữa. Con được bình an, được an ninh với bóng cánh của Chúa. Và không có điều gì có thể làm hại con được. Cảm ơn Chúa vì con được tự do. Con được buông tha, được giải phóng, ra khỏi mọi sự đe dọa của ma quỷ. Và ma quỷ phải bỏ chạy khỏi trước mặt con. Con là người chiến thắng. Con được chữa lành. Con được giải cứu. Con được tự do trong tâm linh để thờ phượng Chúa, theo Chúa và phục vụ Ngài. Ma quỷ không thể cản trở được con. Nó không thể cản trở được mọi phước lành của Chúa đến ở trên gia đình của con, ở trên tài chánh của con, trên sức khỏe của con, trên tương lai của con. Cảm ơn Chúa vì con là người được phước. Con là người được Chúa yêu và được hưởng mọi phước lành của thiên đàng ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Tôi xin được phép cầu nguyện lạy Chúa Giêsu giấu chúng con. Con cảm ơn Ngài bởi vì lời của Chúa buổi chiều nay cho chúng con biết rằng là ở trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ có quyền năng vượt trên tất cả những quyền lực của tà thuật và bùa chú. Hỡi Satan, mày đã bị thất bại, mày phải nghe đây, mày phải đi ra khỏi dân sự của Chúa, mày phải đi ra khỏi từng người ngay giờ phút này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Ta bậy gãy tất cả những vũ khí của mày, những thứ ếm của mày ở trên dân sự của Chúa, tất cả những cái công việc của mày, những binh khí của mày đã chế ra nghịch cùng với họ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, mày phải buông bàn tay mày ra khỏi dân sự của Chúa giờ phút này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, mày phải đi ra khỏi đời sống của họ, mày phải cút ra khỏi họ ngay giờ này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Mày phải buông bàn tay mày ra khỏi tài chánh, công an việc làm, sức khỏe, hôn nhân gia đình và các mối quan hệ của họ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ, con công bố sự thắng của Chúa ở trên mỗi đời sống của chúng con. Ma quỷ đã bị thất bại và chúng nó phải nằm dưới bàn chân của chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ. Chúng nó không thể nào ngồi trên đầu của chúng con được, nhưng mà chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ làm theo đúng lời của Chúa. Ngài đã mạng lệnh rằng là ai tiến sẽ được cái dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Lạy Chúa, chúng con lấy danh của Chúa Giêsu Christ để trừ quỷ ở trên đời sống cá nhân của chúng con, cũng như trên gia đình của chúng con, trên những người thân yêu xung quanh chúng con. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài bởi vì nhờ có danh của Chúa Giêsu mà chúng con được giải cứu, được tự do, chúng con được bình an, chúng con được buông tha, chúng con được tự do để thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài. Ma quỷ không còn là kẻ ngăn trở chúng con nữa. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng nó đã bị đại bại bởi vì có huyết của Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của chúng con. Chúng nó đã bị thất bại bởi vì cớ có danh của Ngài ở trên đời sống của chúng con. Chúng nó thất bại bởi vì cớ chúng con có lời của Ngài ở trên đời sống của chúng con. Và chúng con thắng hơn được chúng nó bởi vì cớ lời của Chúa đang sống ở bên trong chúng con. Còn cảm ơn Chúa vì lời của Chúa được vinh hiển, danh của Ngài được vinh hiển qua lời của Ngài trong buổi chiều hôm nay.
Chúa ơi, xin Chúa ngài mặc lấy cho chúng con chiếc áo đắc thắng của ngài, để chúng con được kinh nghiệm sự thắng của Chúa ở trong ơn của ngài mỗi ngày. Khi chúng con sống, chúng con làm theo lời của Chúa, chúng con sẽ kinh nghiệm được mọi phước hạnh của thiên đàng dành cho đời sống của chúng con, nhất là trong công tác giải cứu, đuổi quỷ, chữa lành. Nguyện Chúa được vinh hiển, được công cao qua tất cả những phép lạ mà Chúa làm xuyên qua mỗi đời sống của chúng con. Chúa cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.